Hello, Vlog và Đức Pí xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam trưa ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2024. Vừa rồi thì Vlog và Đức Pí vừa mới có một cuộc trò chuyện rất là thú vị cùng với anh Lê Huy Khoa, nguyên trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và cả hai anh em đã có một cuộc trò chuyện cũng cực kỳ là nhiều chủ đề, vừa là U23 Việt Nam, vừa là đội tuyển quốc gia và cả những câu chuyện đang xảy ra ở bóng đá Hàn Quốc. Những ngày gần đây thì thật sự là Vlog ngoài đường pit cũng rất là có duyên với những câu chuyện liên quan đến bóng đá Hàn Quốc mà. Và chắc chắn là sau khi kết thúc cái chương trình livestream này, mình dựng toàn bộ đoạn hội thoại của Vlog ngoài đường pit cùng với anh Lê Huy Khoa. Và sau chiều nay, có thể là khoảng 16 giờ đến 16 giờ 30 tùy vào cái việc mình dựng clip nhanh hay chậm, thì mình sẽ cố gắng phát sóng và gửi đến cho quý khán giả một cuộc trò chuyện hay, thú vị và chắc chắn là cũng có rất là nhiều những cái thông tin, những cái chia sẻ của anh Lê Huy Khoa mà quý khán giả chắc chắn là sẽ rất hài lòng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin về đội tuyển U23 Việt Nam. Lúc này đây thì có lẽ là sức nóng của U23 Việt Nam luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta lúc này, đúng không ạ? Ở đây là những hình ảnh mới nhất về phần tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam vào rạng sáng ngày hôm nay. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì đã quay trở lại tập luyện và rèn cái thể lực để mà hướng tới cái cuộc đối đầu với U23 Malaysia diễn ra vào tối ngày mai 20 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2024. VTV5, FPT Play cùng với truyền hình K+ sẽ trực tiếp cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia ở lượt trận thứ hai của bảng D. Có thể nói đây là trận đấu định đoạt chiếc vé ghi tên vào chơi ở vòng tứ kết của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đang tạm thời đứng đầu bảng D. Trong khi đó thì với U23 Malaysia, họ để thua U23 Uzbekistan, á quân của giải, với tỷ số là 0-2. Điều đó đồng nghĩa là nếu ngày mai mà U23 Việt Nam giành chiến thắng, còn Malaysia thất bại, thì chúng ta ghi tên vào tứ kết và đồng thời là tuyển Malaysia trở về nước sớm. Hy vọng là điều này nó sẽ đến với đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta, mặc dù là còn nhiều sự chệch choạc trong lối chơi của các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở trận đấu mở màn gặp U23 Kuwait khi mà chúng ta giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Tuy nhiên là tinh thần của các cầu thủ, đó mới là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta chờ đợi vào một cái màn trình diễn thật là tốt của các cầu thủ U23 Việt Nam. Một chút nữa thì mình xin phép được gửi đến cho quý khán giả những cái hình ảnh về phần trả lời phỏng vấn của Minh Khoa, một cầu thủ mà đã thể hiện rất là tốt ở trận đấu mở màn với U23 Kuwait và cũng nhận được rất là nhiều những cái lời khen của giới chuyên môn. Ngay cả với anh Lê Huy Khoa thì trong cái chương trình mà chiều nay mình phát sóng, anh Khoa cũng dành rất là nhiều những cái sự ngạc nhiên, thích thú dành cho cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Và hy vọng là chiều nay khi mà mình đăng clip lên thì quý khán giả cũng sẽ đón xem. Cho Dũng xin những lượt like, share và subscribe cho kênh. Dũng xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Còn bây giờ thì không để cho cả nhà phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh về phần tập luyện của U23 Việt Nam và phần trả lời phỏng vấn của Minh Khoa, cầu thủ đá ở vai trò tiền vệ trung tâm của đội tuyển U23 Việt Nam lúc này đây. Xin mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi trước khi mà đến với phần tương tác và trò chuyện cùng Vlog ngoài đường pit ạ. Toàn đội đã có kết quả tốt trước U23 QF. Điều đấy giúp tụi em phần nào giải tỏa được áp lực khá nhiều. Nên khi trong phòng thay đồ cũng như là khi trên xe rồi thì tụi em cảm thấy khá là vui vẻ và luôn trao đổi với nhau về những tình huống đã diễn ra trong trận đấu để tụi em rút kinh nghiệm cho những trận đấu sắp tới. Từ khi mà sau khi nhận chiếc tấm thẻ đỏ ấy thì em thấy thắng khá là buồn. Và với tư cách một người đồng nghiệp thì em cảm thấy rất đồng cảm với hắn và động viên hắn rất nhiều. Em cũng như toàn đội thì chỉ biết là cố gắng thi đấu thật tốt trong trận đấu sắp tới để tiến thật sâu để kịp khi hắn quay trở lại và có cơ hội để sửa sai. Thì thầy Tuấn cũng như ban huấn luyện cũng đã trao đổi khá nhiều về vấn đề va. Thì đôi khi vào thi đấu thì tụi em khá là bị cuốn vào những tình huống nó xảy ra quá nhanh, nên đôi khi tụi em xảy ra sai lầm thì những sai lầm như thế nó sẽ giúp tụi em phát triển hơn
và tụi em từ đấy tụi em sẽ có nhiều bài học cho những trận đấu sau này. Kết quả của nó rất là một yếu tố rất quan trọng cho những trận đấu tiếp theo. Nên ngày hôm qua tụi em giành được 3 điểm thì tụi em cố gắng lấy giữ lợi thế này và tiếp tục phát huy tiếp những trận đấu tiếp theo ạ. Dạ thì khi kết thúc hiệp 1 thì thầy Tướng vào cũng động viên cả anh em khá nhiều và có những sự thay đổi, và những sự thay đổi đó rất hiệu quả cũng như tất cả mọi người đã thấy trong hiệp 2. Vâng, vừa rồi là phần trả lời phỏng vấn rất là thú vị của Minh Khoa. Trong đó thì bạn ấy cùng với các cầu thủ U23 Việt Nam hoàn toàn là chia sẻ với cái sai sót của Ngọc Thắng với cái tấm thẻ đỏ và cái trái penalty khiến cho U23 Việt Nam gặp rất là nhiều khó khăn ở cuối hiệp 1 của trận đấu với U23 Kuwait. Sáng ngày hôm nay thì trong một cái phần chia sẻ với truyền thông thì anh Hoàng Anh Tuấn cũng đã nói về cái sai sót của Ngọc Thắng với cái lý do mà theo như anh ấy là đến từ một cái thói quen, mặc dù là 3 ngày trước khi mà đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu với Kuwait ở trận mở màn của bảng D thì Liên đoàn bóng đá châu Á họ cũng đã phổ biến rất là rõ, họ cử người đến để họp với đội tuyển U23 Việt Nam, phân tích các cái hình ảnh và đưa ra các cái thông tin dữ kiện rất là đầy đủ cho các cầu thủ về những cái tình huống sẽ bị thổi phạt, từ thẻ đỏ cho đến những cái tình huống mà bị penalty. Bởi vì công nghệ VAR được áp dụng ở giải đấu năm nay cho nên là chắc chắn là mọi hành động của các cầu thủ ở trên sân đều không qua mắt được các cái mắt thần từ các camera. Và chính vì vậy mà các cầu thủ khi thi đấu thì họ phải thi đấu thật là tập trung và hạn chế tối đa những cái động tác thừa. Tuy nhiên là với tình huống của Ngọc Thắng thì anh Hoàng Anh Tuấn nói rằng là không có lý do gì để biện giải cho cái hành động đó cả, ngoại trừ đó là cái thói quen đã được thể hiện rất là nhiều của các cầu thủ khi mà chơi ở sân chơi V-League. Thực sự mà nói thì cái nhận định của anh Hoàng Anh Tuấn là hoàn toàn đồng quan điểm với dư luận khi mà xem các cái tình huống mà cầu thủ của bóng đá Việt Nam chúng ta mỗi lần ra sân chơi châu lục phải nhận những cái tấm thẻ đỏ hoặc là bị penalty thì đều có cùng một cái nhận định là nó xuất phát điểm là từ cái sân chơi V-League, nơi mà nhiều cái tình huống bạo lực sân cỏ, nhiều cái tình huống tiểu xảo trong bóng đá và thậm chí là những cái tình huống mà trọng tài đã bỏ qua dẫn đến là nhiều cầu thủ họ bị lờn và họ có luôn cái thói quen đó. Đó là điều mà bắt buộc tất cả các cầu thủ bóng đá Việt Nam từ bài học của Ngọc Thắng sẽ cần phải rút ra kinh nghiệm và sẽ phải cố gắng để điều chỉnh lại cái thói quen trong chơi bóng. Bởi vì nếu đá ở sân chơi Đông Nam Á thì còn không sao, bởi vì cái VAR nó vẫn còn chưa được áp dụng nhiều, chưa áp dụng đại trà. Nhưng mà khi ra tới sân chơi của châu Á rồi, AFC rồi, hoặc là sân chơi của FIFA rồi thì không thể tránh khỏi cái việc là luôn bị giám sát ở mọi nhất cử nhất động ở trên sân. Và chính vì vậy mà cứ tái hiện lại những cái pha bóng giống như trường hợp của Duy Mạnh trước đây, Ngọc Thắng hiện nay, Thanh Bình vừa rồi thì chắc chắn là bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ luôn luôn chịu những cái thiệt thòi trong các cái kết quả khi mà bước ra cái sân chơi châu lục. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả như vậy. Vlog ngoài được biết rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình vào trưa ngày hôm nay. Nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin được cảm ơn Lock Manto luôn đồng hành cùng Vlog ngoài được biết trong các chương trình tác nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thông tin tiếp theo cũng như là phần tương tác. Xin mời cả nhà. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm nay, tức là 2 giờ chiều, chỉ còn hơn 20 phút nữa thôi thì đội tuyển Futsal Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai ở giải châu Á. Đối thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ là đội tuyển Futsal Trung Quốc. Và hy vọng là ngày hôm nay thì người hâm mộ bóng đá sẽ được tận hưởng cái niềm vui chiến thắng của đội tuyển Futsal sau cái trận hòa đáng tiếc 1-1 trước đội tuyển Futsal Myanmar ở trận đấu mở màn cách đây 3 ngày. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tương tác luôn. Xin mời cả nhà. Xin chào bạn Cao Đăng Quỳnh, bạn Hồ Quốc Vĩ, bạn Trịnh Hảo. Chào em Dũng, cuối tuần vui vẻ. Dạ em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào Kim Mây. Chúc em và gia đình thật nhiều sức khỏe. Em chào anh Hiền Võ ạ. Ngày mai câu lạc bộ Gia Lai đã giao hữu với câu lạc bộ Bình Dương Hải Dũng. Dạ đúng rồi, cái lịch là 16 giờ, nhưng mà có lẽ là 16:30 mới đá. Đợi trời nó bớt nắng thêm một chút nữa thì hai đội sẽ thi đấu giao hữu ở trên sân Bình Dương ạ.
Rồi ngày Chủ nhật, tức là ngày mốt á, thì là Hoàng Gia Lai tiếp tục đá thêm một trận giao hữu nữa, là đá với câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trên sân Thống Nhất vào lúc 18 giờ. Hai trận đấu này thì luôn mở cửa tự do, cho nên là khán giả có thể vào sân xem thoải mái. Còn trận đấu của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này đây thì dự định của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, em mới hỏi bên truyền thông thì bạn Cao Toàn có chia sẻ là dự kiến là thứ hai sẽ đá giao hữu, nhưng mà chưa xác định, chưa chốt lại là đối thủ nào, cho nên là phải chờ thêm. Thì có thông báo nào mới thì em sẽ chia sẻ đến quý khán giả. Xin chào bạn Ngô Đình Thuận, bạn Cupi TV. Chào Dũng, theo mình nếu Việt Nam, Thái Lan và Indonesia cả ba đều vượt qua được vòng bảng thì sẽ rất thú vị. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Cupi TV. Điều đó một phần nào đó nó cho thấy rằng là bóng đá Đông Nam Á đang trỗi dậy ở đấu trường châu lục, nếu điều này nó xảy ra. Thậm chí là hai đội thôi, hai trên ba đội mà bạn nói, mong là có Việt Nam chúng ta mà vượt qua được vòng bảng và vào tứ kết đi, thì điều đó cũng sẽ là một cái sự ghi nhận rất là lớn dành cho nỗ lực của các nền bóng đá ở khu vực Đông Nam Á. Trong cái chương trình nói chuyện với anh Lê Huy Khoa vào sáng ngày hôm nay thì hai anh em cũng nhắc đến cái câu chuyện là sự tiến bộ ấn tượng của Indonesia và sự trở lại của bóng đá Thái Lan. Chưa kể là Malaysia cũng là một cái đội bóng mà luôn có được cái sự ổn định đáng nhớ trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta khi nhìn qua những cái quốc gia bạn bè trong cùng khu vực Đông Nam Á, thấy được họ phát triển thì chúng ta chắc chắn là cũng phải nỗ lực làm sao để tiếp tục là không thua kém gì họ, và đồng thời là cũng sẽ có được những cái thành tích tốt hơn. Chỉ có một cái điều đáng tiếc là cái cơ hội để chúng ta tiến xa ở sân chơi World Cup thì nó đã hẹp đi rất nhiều sau hai cái trận thua với Indonesia. Và bây giờ thì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta thì đang quay trở lại với cái cấp độ U23 trước, và mong mỏi rằng là trong một cái tương lai thì khi có huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, một huấn luyện viên giỏi thực sự đi và hợp với bóng đá Việt Nam, thì chúng ta sẽ sớm là lấy lại cái vị thế của chúng ta và quay trở lại với top 100 của FIFA. Lúc này thì hơi buồn, đang đứng vị trí thứ 115. Em chào chị Hiền Lam. Bạn Phong Trần. Chào Dũng. Anh thấy đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ ít ai để ý đến, chứ anh thấy cầu thủ mang áo số 4 là Lương Duy Cương rất là hay luôn. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Phong Trần ạ. Lương Duy Cương thì ở đội tuyển U23 Việt Nam chứ không phải ở đội tuyển Việt Nam. Và bạn ấy vẫn còn trẻ và cơ hội để còn tiến xa là rất là lớn. Ở trong cái trận đấu với U23 Kuwait thì một trong ba cầu thủ mà huấn luyện viên PC bên phía U23 Kuwait dành lời khen sau khi kết thúc cái trận đấu, đó chính là hậu vệ Lương Duy Cương. Thực sự thì bạn ấy đang thi đấu tốt, có những cái sai lầm trong quá khứ của Lương Duy Cương. Tuy nhiên là như mình đã nói, các cầu thủ họ sẽ cải thiện rất tốt cái năng lực của bản thân khi mà họ được trao cơ hội thi đấu nhiều. Và Lương Duy Cương là một trường hợp như vậy, giống với một người đồng đội ở trong khung gỗ, đó là Quang Văn Chuẩn của Hà Nội FC. Thì Lương Duy Cương ở cái mùa giải hạng nhất quốc gia lúc này, bạn ấy đang được huấn luyện viên Trương Việt Hoàng trao rất nhiều cơ hội để thi đấu. Và nhờ vậy mà cái năng lực chuyên môn của bạn ấy được cải thiện rất là rõ rệt. Và hy vọng là với Lương Duy Cương trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam thì những cái trận đấu tới sẽ giúp cho khung thành của thủ môn Quang Văn Chuẩn bình yên, luôn bình yên, không bị những cái bàn thua. Xin chào bạn Hoa Hà. Ngày mai Công an Hà Nội có tập ở sân nào không vậy anh? Anh cũng không rõ. Xin chào bạn Lưu Văn Dư. Chào Dũng. Mặc dù Việt Nam đang có 3 điểm nhưng nghe ra vẫn mông lung lắm. Tất nhiên là sau một cái trận đấu với cái lối chơi như hiệp 1 gặp Kuwait thì người hâm mộ có cái quyền lo lắng và hoài nghi thôi. Ai cũng thấy cái điều này, ngay cả giới chuyên môn cũng vậy. Xem cái trận đấu đó xong thì vui vì cái chiến thắng, nhưng lo lắng vì cái màn trình diễn của các em ở hiệp 1. Tất nhiên là với anh Hoàng Anh Tuấn thì anh ấy lại càng lo lắng hơn, bởi vì anh ấy là người trực tiếp chịu trách nhiệm về lối chơi của đội bóng, nên là buộc phải có những cái giải pháp, đưa ra những cái phương án để khắc phục. Có những cái vị trí ở trên sân thi đấu bị căng cứng về mặt tâm lý, nhưng mà ở hiệp 2 thì mọi thứ nó cũng đã thay đổi theo cái chiều hướng tốt hơn, nhất là khi mà Bùi Vĩ Hào
có được cái bàn thắng. Cho nên là hy vọng là những cái điều chỉnh ở cái trận đấu với Malaysia tới đây, đặc biệt là cái yếu tố về thể lực được chuẩn bị kỹ lưỡng, thì U23 Việt Nam sẽ không ngán ngại đối thủ này và sẽ tiếp tục mang lại một cái chiến thắng nữa để lấy cái tấm vé dự vòng tứ kết. Xin chào bạn Minh Chí. Chào Dũng, chúc ban huấn luyện cùng các cầu thủ có chiến thắng thứ hai. Ai cũng mong chờ điều này Chí ạ. Tất nhiên là người hâm mộ cũng có sự lo lắng nhất định, nhưng mà bản thân Dũng thì nghĩ rằng là vấn đề lớn nhất của Malaysia có lẽ là cái cuộc đua về thể lực mà thôi. Còn lại mọi thứ mình nghĩ rằng là U23 Việt Nam vẫn có nhiều nhân tố nhỉnh hơn Malaysia. Còn về nền tảng thể lực thì dĩ nhiên là dưới sự dẫn dắt của anh Hoàng Anh Tuấn thì mình tin rằng cái nền tảng thể lực không phải là cái vấn đề lớn với các cầu thủ của U23 Việt Nam mình. Xin chào bạn Phan Ngân, bạn Thế Thuận TV. Ngày mai nên cất Minh Quang, ông đó đá cá nhân vãi. Cho đến bây giờ thì cái pha không dứt điểm vào lưới trống của Minh Quang vẫn đang nhận rất là nhiều những cái sự hoài nghi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và thậm chí là có nhiều người cũng đã thắc mắc, tại vì có nhiều người có ý kiến rằng là ngay với một cầu thủ nghiệp dư, một cầu thủ phong trào đi, thì với tình huống đó, chuyện đệm được trái bóng vào lưới là quá đơn giản, mà không hiểu tại sao Minh Quang lại lựa chọn là gặt trái bóng lại rồi dứt điểm không thành công trước khi mà Minh Khoa sút tung lưới của U23 Kuwait. Nhưng mà trọng tài thì cho rằng là đó là tình huống việt vị. Có lẽ đây là một cái bài học rất là lớn với cá nhân của Minh Quang. Xin chào bạn Lương Đình Kim. Nhìn Thái với Indo đá cháy quá Dũng ơi. U23 mình chơi cảm giác quá non và hài hài nữa. Dù sao cũng ủng hộ U23 hết mình. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Lương Đình Kim. Cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng là các cầu thủ trẻ có lúc này có lúc kia. Cái điều quan trọng là trong một cái giải đấu đi, mắc sai lầm cá nhân hoặc là có những cái trận đấu không như ý, nhưng nếu cuối cùng vẫn có được cái chiến thắng thì đó sẽ là cái yếu tố cực kỳ quan trọng để thứ nhất là bước tiếp, và thứ hai nữa là nó sốc cái tinh thần của toàn đội để thi đấu tập trung hơn và cố gắng hơn ở những cái trận đấu tiếp theo. Còn cầu thủ trẻ thì đương nhiên là không thể tránh được khỏi những cái sai lầm. Hôm vừa rồi một người anh đồng nghiệp của mình đã đăng một cái dòng trạng thái và chỉ trích khá là nhiều Ngọc Thắng. Trong cái phần bình luận có hàng loạt các cầu thủ đã vào và nói với anh ấy rằng là hãy bình tĩnh. Rồi thậm chí là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam trước đây, Quế Ngọc Hải, cũng đã có bình luận rằng là bình tĩnh hai ơi, ai cũng có, cầu thủ ai thì cũng phải có sai lầm mà. Thì đó, thì sau đó thì có thể nói là cái bình luận của Quế Ngọc Hải nhận được rất là nhiều những cái thả tim, like của người hâm mộ khi mà đọc được cái dòng tút đó. Tại vì mọi người thấy Hải đứng lên và bênh vực cho các cầu thủ đàn em. Đó là cái tiêu chí, đó là một cái tố chất rất là cần thiết của một người đội trưởng luôn muốn bảo vệ cho các cầu thủ của mình, các đồng đội của mình. Xin chào bạn Hoa Hà. Quốc Việt bị sốc vậy, anh nghĩ bạn ấy có kịp đá trận Malaysia không ạ? Ngày hôm nay Quốc Việt không ra sân, bạn ấy bị chấn thương, chứ sốt thì chỉ là một phần thôi. Mình cũng chưa thể nói trước được điều gì. Xin chào bạn Hoàng Hoan Official. Nếu áp dụng vào lối đá phòng ngự phản công mà thầy Tuấn và ông Bắc ẩn số phòng ngự phản công mà thầy Tuấn và ông Bắc ông Park Hang-seo truyền lại, tôi tin là U23 Việt Nam nhất định sẽ thắng. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hoàng Hoan Official. Mình nghĩ rằng là anh Hoàng Anh Tuấn thì anh ấy sẽ chơi cái lối chơi thực dụng, có thời điểm sẽ phòng ngự phản công và cũng có thời điểm sẽ chơi pressing, tùy vào cái năng lực của đối thủ như thế nào nữa. Kiểu gì thì kiểu, trước khi ra sân sẽ có sự thăm dò nhất định về lối chơi của đối thủ đã. Xin chào bạn Trần Đình Thạch. Qatar 6 điểm, Qatar sẽ vô địch. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trần Đình Thạch.
bạn TR Phong. Chào anh Dũng, anh cho em hỏi là U23 Việt Nam có được đăng ký bổ sung thay trường hợp của Đình Bắc không anh? Không em, quy định làm gì có cái chuyện bổ sung ngang xương giữa giờ dữ vậy. Chỉ có đăng ký ngay từ đầu, có bao nhiêu là sử dụng bấy nhiêu thôi. Mất cầu thủ bao nhiêu thì cũng ráng mà chịu, không có được bổ sung lúc này. Xin chào anh Khoa Trần, bạn Võ Bá Hoàng. Hello anh, các cấp độ đội tuyển Việt Nam từ trước đến giờ, ngoài trận gặp Jordan tại Asian Cup 2019, thì chưa khi nào mình đá với các đội mạnh kiểu tấn công rực lửa như Indo hôm qua hay Thái trước đó. Xin cảm ơn bạn Võ Bá Hoàng. Chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tế là lối chơi của người Việt Nam chúng ta cũng theo hình thức là liệu cơm mà gắp mắm thôi. Chúng ta cũng phải biết chúng ta ở vị trí nào. Cho nên là với các huấn luyện viên đi chăng nữa, khi mà nhận lời dẫn dắt bóng đá Việt Nam từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến đội tuyển U23, thì có lẽ chỉ cần vài bài tập thôi, thì họ cũng sẽ định lượng được là cái lực của bóng đá Việt Nam chúng ta ở một cái tầm vóc nào, có thể chơi đôi công được với đối thủ hay không. Và dĩ nhiên là khi mà cảm thấy rằng là không đủ sức để chơi đôi công thì lựa chọn giải pháp phòng ngự phản công có lẽ là giải pháp bắt buộc luôn, chứ không phải là tình thế nữa. Chúng ta cũng hiểu được cái chuyện đó. Có lẽ là một bộ phận người hâm mộ cái thời điểm mà khoảng năm 2022 trở về sau này, tức là cái thời điểm mà bắt đầu là những cái lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo dần bị bắt bài, thì người ta có một cái bộ phận mơ mộng và rất là thích cái lối đá tấn công kiểm soát bóng, thì nhân cái dịp đó đã bắt đầu là công kích huấn luyện viên Park Hang-seo rất nhiều, nói là ông ta chơi hết bài rồi, bài vở gì nữa đâu, đội tuyển bây giờ dễ đoán, vân vân mọi thứ. Và người ta cho rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã đến lúc phải ra đi để nhường cho một huấn luyện viên giỏi hơn, và phải cho bóng đá Việt Nam chơi cái lối chơi kiểm soát bóng giống như là Man City, Arsenal, Liverpool, Real Madrid hay là PSG chẳng hạn. Đó mới là lối đá thời thượng. Nhưng mà không ai tính đến cái chuyện là cầu thủ Việt Nam chúng ta, cái tố chất, cái gen của người Việt Nam chúng ta liệu có đủ để chơi cái lối chơi kiểm soát bóng, nó đòi hỏi cái nền tảng thể lực khủng khiếp hay không. Đúng không ạ? Không ai tính đến cái chuyện đó. Trong khi là người Việt Nam chúng ta cái thể chất là yếu hơn rất nhiều so với người phương Tây, và thậm chí là so với khu vực Đông Nam Á thôi, và châu Á chúng ta cũng thua xa. Thì đó là cái rào cản lớn nhất để chúng ta không thể theo đuổi được cái lối chơi đó. Cuối cùng là quanh đi quẩn lại thì quay trở về lại cái lối chơi phòng ngự phản công, thực dụng, hiệu quả, đề cao cái yếu tố hiệu quả lên hàng đầu, có lẽ vẫn là phù hợp nhất với cái thể trạng của người Việt Nam chúng ta, của bóng đá Việt Nam chúng ta ở thời điểm này, và thậm chí là có thể 10 năm tới cũng chưa thể thay đổi được. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì cả nhà cũng sẽ thấy là bây giờ cái thế hệ U17, U20 Việt Nam lúc này các em ấy như thế nào ạ? Chiều cao có một số đã được cải thiện rất tốt, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tất cả cao vọt lên hết. Vẫn có những em 1m6 mấy, 1m7 mấy, những em 1m8 mấy cũng có, nhưng ít. Và nếu mà có, đã ít rồi, chưa chắc là đã hay vậy nữa, rất là khổ. Cái kiểu là chúng ta không thể cải thiện được cái nòi giống thì đừng nghĩ đến cái chuyện là chơi cái lối chơi kiểm soát bóng, nó không phù hợp với cái thực tế, không phù hợp. Quanh đi quẩn lại thì vẫn phải quay trở về lại cái lối chơi phòng ngự và chờ đợi một cái cơ hội nào đó, đợi đối thủ mệt thì tung cái đòn kết liễu, vậy thôi, không có cái giải pháp nào khác. Xin chào bạn Tính Trần. Chắc rằng là qua lần này Ngọc Thắng sẽ lớn lên, xin mọi người đừng chỉ trích cháu ấy nữa, nhân vô thập toàn mà. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của bạn Tính Trần. Xin chào bạn Việt Khanh. Bạn Phạm Văn Đại, Malaysia yếu không đáng ngại, chỉ sợ tự thua. Xin chào bạn Gia Tộc.
gia đình, tộc, kinh, family. Thắng thua không quan trọng, miễn sao đã đủ 6 trận là được. 6 trận tức là vào tới vòng bán kết luôn rồi đúng không? Kiểu gì cũng vào tới bán kết rồi mới được đá 6 trận. Bạn thợ máy channel, bảng của Việt Nam mình sẽ gặp bảng nào ở tứ kết với Dũng? Dạ bảng của Thái Lan ạ, bảng C. Bảng C thì bao gồm là Ả Rập Xê Út là đương kim vô địch, Thái Lan là đại kình địch của Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á, Tajikistan, một đội bóng mà trận mở màn với Ả Rập Xê Út cũng có những cái thời điểm gây ra rất nhiều khó khăn cho Ả Rập Xê Út, và dĩ nhiên cuối cùng là đội tuyển U23 Iraq. Cái bảng này chua lè, nhưng mà Thái đã gây sốc khi đánh bại Iraq rồi, cho nên là kịch bản là chúng ta có thể đối đầu với Thái hoặc là Ả Rập Xê Út ở tứ kết, nếu như chúng ta vào tứ kết là rất khả thi. Con chào chú Đặng Văn Năm. Chào Hữu Dũng, chúc đội tuyển U23 hãy tự tin quyết thắng, đem về niềm vui cho người hâm mộ. Dạ, con cảm ơn chia sẻ của chú Đặng Văn Năm ạ. Xin chào bạn Huỳnh Hà, bạn Ngọc Bảo. Mình cũng rất hy vọng Đông Nam Á sẽ có khoảng 3 đại diện vào vòng tứ kết, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Dạ, xin cảm ơn bạn. Xin chào bạn Quang Trần, chào em, chúc em sức khỏe. Ngày mai Việt Nam đấu với Malaysia rồi, anh thấy Malaysia cũng rất mạnh trong trận đấu ngày mai. Huấn luyện viên phải cải thiện rất nhiều mới có kết quả tốt, không nữa thì nguy hiểm đó. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Quang Trần. Bạn Lê Tuân, chào Dũng, chúc tuyển Futsal Việt Nam thắng Trung Quốc, U23 thắng Mã Lai, để Dũng có nhiều view nhé. Em cảm ơn anh Lê Tuân rất nhiều ạ. Con chào chú Trần Thiện Thanh, bạn Cuộc Sống Đà Lạt. Theo mình thì Úc nên về nước sớm vì thái độ thi đấu hời hợt chủ quan. Khi bị dẫn bàn mới cuốn lên, hãy để cho các đội có khát khao hơn đi tiếp. Bạn Nguyễn Duyên, hai anh cho em hỏi, nếu U23 Việt Nam bằng điểm với Malaysia thì lúc đó tính hiệu số bàn thắng hay là tính đối đầu ạ? Với chiếc thẻ đỏ liệu có phải là bất lợi với U23 Việt Nam? Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Duyên Nguyễn. Mình cũng không rõ nữa, nói chung mình không có nhớ cái điều lệ đâu. Lúc này hỏi thì mình kiểm tra lại đó, ngày mai mình trả lời. Xin chào bạn Phạm Tân. Dũng nghĩ đội tuyển Việt Nam có cần chuyên gia tâm lý không? Mình thấy các cầu thủ rất yếu tâm lý khi thi đấu, không chịu nổi áp lực với các đội bóng mạnh. Dạ không ạ. Chúng ta không có tiền để thuê chuyên gia tâm lý ạ. Nói thẳng ra là như vậy cho nó vuông. Cái câu chuyện về chuyên gia tâm lý chúng ta nói đi nói lại từ bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời nay rồi. Các bạn có thấy bao giờ chúng ta đi thuê một ông chuyên gia tâm lý không? Đúng không ạ? Bởi vì thực tế thì bóng đá Việt Nam chúng ta không cần cái chuyện đó. Tại sao lại không cần cái chuyện đó? Bởi vì đơn giản là nói tới nói lui, cả nước nói, cả nước chửi, nó còn chẳng nghe nữa thì chuyên gia tâm lý nào mà nó nghe, đúng không ạ? Thôi kệ đi, cái chuyện này vô ích với người Việt Nam chúng ta. Nói nhiều khi không phải tự ái, mà đố các bạn nói, các bạn ra, các bạn làm sai cái gì người khác vô nói các bạn, cái các bạn đố, các bạn bỏ lọt tai, có khi các bạn quay qua đập luôn. Cái tính người Việt Nam mình là không có cầu thị, không có chịu nghe. Càng sai thì càng cãi cố. Cho nên là thôi vô ích. Cái ông chuyên gia tâm lý ở cái đất Việt Nam này, cái bóng đá Việt Nam này thì không có đất diễn đâu. Em xin nói thẳng ra là như vậy luôn. Đã mấy lần em đã đặt ra câu hỏi này với nhiều câu lạc bộ rồi, vừa nghe xong họ gạt, bảo không có rảnh, không có tiền. Chuyên gia tâm lý cái gì ở đây đó. Thì đó, cái cách dạy của người Việt Nam chúng ta là như thế rồi. Xin chào bạn Thanh Nghị. Mình tin rằng là với đà hưng phấn này, các em sẽ phát huy hết tinh thần để giành chiến thắng trước Malaysia để tiến sâu vào tứ kết. Dũng nghĩ rằng là cái lực lượng, cái lối chơi của U23 Việt Nam, tất nhiên là trong cái hiệp đấu đầu tiên có cái sự chệch choạc là cái chuyện rất là bình thường trong bóng đá. Một đội bóng mà ít được đá với nhau, các cầu thủ chẳng có mấy cơ hội được rèn giũa với nhau nhiều. Bây giờ ráp vô và đá, cái giai đoạn đầu tiên lại có cái áp lực tâm lý rất là cao nữa, thì đương nhiên là cái sự chệch choạc nó sẽ xảy ra, không thể tránh được. Nhưng mà về cơ bản thì năng lực của từng cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam lúc này khá là chất lượng, khá là chất lượng. Có thể là nhiều em chưa có được chỗ đứng ở sân chơi V-League, nhưng về mặt bằng chung thì đây đã là những cái nhân tố tuyển chọn tốt nhất lúc này rồi.
Cho nên là Dũng nghĩ rằng nếu đặt lên bàn cân với U23 Malaysia, chúng ta không có gì phải ngán ngại cả. Có thể Malaysia sẽ đua sức và thậm chí là họ chơi phòng ngự phản công giống cái cách mà họ đá với Uzbekistan, và họ chờ đợi những cái sơ hở của chúng ta để khai thác khoảng trống tìm kiếm bàn thắng. Nhưng mà nhìn chung thì Malaysia cũng không có quá nhiều cái sự đặc biệt để chúng ta phải lo lắng. Nếu chúng ta thi đấu tập trung, không chủ quan và không mắc sai lầm thì mình nghĩ rằng là 1 đến 3 điểm đối với U23 Việt Nam ở trận đấu tới là hoàn toàn khả thi. Xin chào bạn Dương Chu. Kuwait không biết đá bóng, đội phong trào Việt Nam cũng thắng, đừng vội tân bốc nhé. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Dương Chu. Bạn Trần Tuấn Kiệt. Xin chào Dũng, anh rất vui khi được chụp hình chung với em tại Gia Lai. Dạ, em cảm ơn anh Tuấn Kiệt ạ. Indonesia đang thay đổi và phát triển em nhỉ. Họ luôn là đội mạnh trong tương lai của các đội Đông Nam Á. Dạ. Một chút nữa thì quý khán giả, sau khi mà kết thúc cái livestream này tầm khoảng 4 giờ, 4 giờ đến 4 giờ 30, cả nhà có thể lên và nghe những cái chia sẻ rất là thú vị của anh Lê Huy Khoa. Rất là thú vị. Xin chào bạn Hướng Dương. Đá bóng kết hợp hài mới khó, không riêng gì Việt Nam. Trận hôm qua Qatar với Jordan cũng hài đấy chứ. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Bạn Nguyễn Toàn Sa Sứ, Bùi Vĩ Hào, Thái Sơn, Lương Duy Cương, Văn Chuẩn là trục xương sống của U23. Dự đoán là 2-0 cho U23 Việt Nam. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Xin chào bạn Ti Sài Gòn, đừng chủ quan. Hôm qua Indo sơi ông lớn, vì vậy mình không nên nói ta đây, rồi hạ thấp đối thủ. Xin chào bạn Mạc Dương, Dũng có biết thông tin về chấn thương của Đình Bắc không? Đình Bắc thì lúc này đây bạn ấy tình trạng là như thế này, đây trên hình mà cả nhà đang xem. Và đây là cái dòng chia sẻ của Đình Bắc vào ngày hôm qua, sau khi mà bạn ấy phải nẹp chân và đi nạn. Thì với cái chia sẻ từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì là nói rằng là Đình Bắc sẽ vẫn ở lại, và trước mắt là sẽ chỉ nghỉ 2 trận đấu gặp Malaysia và Uzbekistan. Tuy nhiên những gì mà Đình Bắc đã chia sẻ trong cái dòng trạng thái này thì là bạn ấy đã lỡ hẹn với vòng chung kết của U23 châu Á. Đó, mỗi bên thì nói một kiểu. Nhưng mà với cái tình trạng này thì thực sự là cũng khó mà Đình Bắc có thể quay trở lại với cái phong độ tốt được. Chân như thế này thì nói chung là khó rồi. Xin chào bạn Ngô Viết Sơn, U23 Việt Nam đã không mạnh, nhất là ở hiệp 1. Bạn Nguyễn Tâm, U23 bị tâm lý nặng quá. Bạn Phương Võ, bóng đá Việt Nam đang làm hài trò cười, có gì để nói. Mình xin phép được lóc vĩnh viễn bạn này. Vô văn hóa quá. Xin chào bạn Hùng Ly, Hai Dũng, nghĩ Việt Nam có thắng được Malaysia không? Dạ thắng được chứ ạ. Chắc chắn là thắng ạ. Xin chào anh Trung Đào, Hai Vlog ngoài đường pit. Văn Tùng có chấn thương nặng không? Văn Tùng ạ. Văn Tùng Dũng nghĩ chấn thương không có nặng. Có lẽ là bị đau khi tranh chấp va chạm nhiều thôi. Thì có lẽ là bạn ấy không vấn đề gì lớn. Xin chào bạn Kha Phạm. Nếu chỉ trích U23 Việt Nam thì bên kia U23 Kuwait vị trí thủ môn mắc 2 sai lầm chắc chắn cũng sẽ bị chỉ trích như thường thôi. Nên thông cảm và ủng hộ. Mạnh dùng sức, yếu thì dùng mưu. Hay ạ. Cảm ơn cái chia sẻ rất là dễ thương của anh Kha Phạm. Mạnh dùng sức, còn yếu thì mình dùng mưu. Dạ đúng rồi. Bạn Lê Vũ Quyên, tình hình ngày mai đội tuyển Việt Nam có thắng được sức mạnh của Malaysia hay không? Ngày mai sẽ chứng minh sự điều binh khiển tướng của Hoàng Anh Tuấn. Xin chào bạn Dương Chu, Việt Nam nằm ở bảng nhẹ nhàng. Nếu như ở bảng của Indo và Thái thì có đá được không? Mệt đó, chứ không phải đùa đâu, cũng mệt lắm đó.
Tuy nhiên là tôi thì chúng ta đang có cái ưu thế, có cái sự thuận lợi, đi từ cái sự dễ dàng bắt đầu đi lên các cái cấp độ nó khó hơn. Thế cũng hay, nó giúp cho các cầu thủ chúng ta rèn luyện tốt hơn. Thế thì đó là cái điều thú vị nhất mà nó thuận lợi nhất cho bóng đá Việt Nam mình. Tức là cứ mỗi lúc là đối đầu với các đối thủ theo cái cấp bậc, cấp độ nó khó khăn hơn như vậy thì hay hơn. Chứ vừa vô mà vô gặp ngay mấy cái đội mà nặng ký thì cái cơ hội đi tiếp nó vừa bị ảnh hưởng mà nó cũng tác động rất là mạnh đến cái tâm lý của các cầu thủ nữa. Xin chào bạn Phú Trần, cầu thủ Việt Nam sao tâm lý khi nào cũng hoảng loạn về Dũng? Có lẽ là như Dũng cũng đã chia sẻ, đội tuyển U23 Việt Nam, lứa cầu thủ này, nói như thế nào nhỉ? Họ không có một thủ lĩnh về tinh thần, họ thiếu một cái thủ lĩnh về mặt tinh thần, một người có đủ cái tầm để mà chỉ huy tất cả các cái tuyến trên sân. Xin chào bạn Hoa Bùi, báo chí và phương tiện truyền thông Tân Bốc Đình Bắc Quá. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hoa Bùi. Bạn Lê Thị Kim Dung, nếu đá như trận vừa rồi, cô nghĩ mình khó thắng Mã, cháu nghĩ sao? Mọi người lo xa quá thôi, chứ con cái kinh nghiệm coi bóng đá nhiều của con nhìn thấy được vấn đề liền. Có thể là Malaysia sẽ gây ra được cái khó khăn, nhưng mà ngày mai thì Malaysia sẽ đóng phim hài. Nó gây ra khó khăn cho chúng ta, nhưng mà đến hồi tự thua, có những cái tình huống rất là ngớ ngẩn và chúng ta sẽ lụm Malai. Cái kinh nghiệm này coi nhiều biết ạ, nên là thấy Malai cũng không ăn thua, sợ nhất là ông Uzbekistan thôi. Uzbekistan họ mới là đội quá đẳng. Hôm vừa rồi họ đá, họ không cho Malai chơi bóng, làm gì có bóng đâu mà đòi đi chơi. Cho nên là chỉ sợ là lúc Việt Nam đá với Uzbekistan thì cái tình cảnh đó sẽ được lặp lại. Chứ còn với Malai này thì cũng đủ để khiến cho họ mắc sai lầm và đóng phim hài vào ngày mai. Cô cứ yên tâm, con xin được chia sẻ như vậy. Vlog ngoài đường pit, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình vào chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì cả nhà hãy bật FPT Play lên để thưởng thức trận đấu của đội tuyển Futsal Việt Nam. Dũng cũng tranh thủ thời gian này bắt đầu tập, mỗi ngày phải tập các cái bài tập yoga khoảng 1 tiếng đồng hồ cho giãn gân cốt cũng như là cho tốt cho lưng và cột sống, cho vai. Bây giờ thì chúc cả nhà một buổi chiều bình an, mạnh khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Và đừng quên theo dõi đoạn clip về cuộc trò chuyện cực kỳ thú vị của Vlog Ngoài Đường Pit và anh Lê Huy Khoa. Dự kiến là khoảng 16 giờ đến 16 giờ 30 mình sẽ phát sóng đoạn clip này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn. Dễ chơi dễ.